chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô mịn muộn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro lúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ Abraham, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ cũng lại xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Hãy làm mọi việc trong tình yêu mến. Kính thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, lần thứ hai tôi được đến đây để cùng với cha xứ và quý cụ, ông bà và anh chị em dâng thánh lễ kính thánh bổn mạng của ca đoàn. Lần trước tôi không nhớ là năm nào, nhưng tôi có về đây và tôi thấy những điều này. Chả có mấy nơi mừng lễ bổn mạng của ca đoàn mà nó lớn, nó long trọng, nó ý nghĩa như ở giáo xứ Đông A chúng ta. Mừng lễ ca đoàn mà sao tất cả giáo xứ, ban kèn, ban trống, ban trắc, các yêm thiếu nhi, các cụ, các anh chị em và tất cả mọi người trong giáo xứ tổ chức hết sức long trọng, chứng tỏ rằng giáo xứ chúng ta, cha xứ cùng ban hội đồng giáo xứ, quý cụ, ông bà và anh chị em đánh giá rất cao cái vai trò của ban ca trong việc phục vụ dân Chúa tại nhà thờ này. Đây là một điều rất đúng, rất đẹp, rất ý nghĩa và đầy tình yêu mến được thêu dệt ở đây. Chúng ta có tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng tất cả mọi người đã có được cái tình yêu đó. Mà có dịp đến đây, chúng tôi mới thấy tình yêu mến đang được thực hiện ở nơi giáo xứ Đông A này. Phải có tình yêu mến mới làm được những cái điều đang làm ở đây. Hồi tôi đến là chưa có cái nhà này đâu,
bây giờ có cái nhà to tướng à, đẹp đẽ này, rồi khuôn viên, rồi bàn ghế, rồi đặc biệt là bên phía Đảng Thánh Giá. Cha xứ nói Đảng Thánh Giá ở đây không dám kiêu ngạo, nhưng mà Đảng Thánh Giá Đông A là đẹp nhất địa phận, nhất địa phận. Nhưng mà còn cái nhất nữa không? Nhiều cái nhất ở Đông A này. Ở giáo xứ Đông A ta có một vị trong địa phận Thái Bình chưa ai có, đó là có một vị làm lãnh sự quán tại một hòn đảo xa đây. Anh Lương đây này, lãnh sự quán lớn lắm chứ. Lãnh sự quán là ở địa phận Thái Bình chưa có một nơi nào, con nào làm to vậy đâu. Vậy mà giáo xứ Đông A chúng ta có được một con người con ưu tú như vậy mà anh rất khiêm tốn. Vừa rồi tôi thấy ông khinh kiệu, tôi bảo ông lãnh sự quán mới đi khinh kiệu thì tôi phục sát đất rồi. Ông là to lắm, ở nhà ông ấy, tôi lên Hà Nội ấy, có công an canh gác nhà ông ấy nhá. Vào nhà ông tôi ngại lắm, bởi vào và xuất trình giấy tờ phải công an xem xét nó kia này khác, tôi mới gặp anh chị ấy, anh Lương với chị Hằng ở trên kia. Đó là một điều mà phúc ấm của tổ tiên chúng ta, đó là điều mà tổ tiên chúng ta để lại cùng với những lời cầu nguyện, cùng với nỗ lực cá nhân của toàn thể giáo họ nên đã có kết quả đó. Nên chúng ta đặt câu hỏi ở đây, khi nghe bài phúc âm hôm nay, chúng ta đặt câu hỏi liệu có phải giàu có là ra hỏa ngục không, và có phải cứ nghèo là lên thiên đàng không, liệu có phải cứ giàu là ra hỏa ngục tết không? Thưa vậy thì chả ai dám làm giàu. Không ai giàu bằng Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, cả vũ trụ này là của Chúa mà. Vậy mà Chúa tự nguyện trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có. Tất cả mọi sự là do Chúa ban cho tôi. Ông nhà giàu trong phúc âm hôm nay, ông giàu ông không có tội. Ông ăn uống linh đình không có tội. Ông mặc quần áo gấm vác lụa là không có tội. Ban ca cứ việc mặc đẹp, các bà cứ việc mặc đẹp, các em cứ việc mặc đẹp, ban kèn cứ việc có những mốt nào đẹp nhất mặc vào, phấn đánh vào. Ôi ấy, đẹp mà, đẹp để làm đẹp cho đời chứ không chỉ cho mình. Cái đó không có tội. Ông nhà giàu ăn uống linh đình không có tội, giàu không có tội. Tội của ông mỗi một điểm, ông thiếu tình yêu, thiếu quan tâm đến người xung quanh. Ông thiếu quan tâm đây, ông không có tâm tình tạ ơn. Lẽ ra như ông ấy, ông tạ ơn trời và tạ ơn đời đã ban cho tôi có tài năng để tôi kiếm ra tiền, để tôi có thể giàu có. Đó là do Thiên Chúa ban cho. Nếu Chúa không ban, không làm được vậy đâu. Nếu Chúa không ban, tôi đố ban ca hát được đấy. Tôi Chúa không ban, đố ban kèn thổi kèn được đấy. Nếu Chúa không ban, đố các con ngồi đây được đấy. Mỗi một cái này thôi, đó là không ban cho hơi thở. Không thở lên đâu mà sống được, không thở lên đâu thổi kèn được, không thở lên đâu đi làm được. Mà nếu Chúa không ban cho trí thông minh sáng suốt, cũng không thể nào mà có được sự giàu có. Ông nhà giàu hôm nay đã không ý thức được điều đó. Ông nghĩ rằng giàu có là hoàn toàn do tài năng của ông thôi, nên ông chỉ hưởng thụ một mình. Mà ông không nghĩ đến cái anh Lazaro ở bên cạnh ông ta. Ông không chửi Lazaro, ông không đánh Lazaro, ông không hát hủi Lazaro. Mỗi một điều đó là ông không quan tâm đến Lazaro nghèo khó ở bên cạnh ông. Giá như ông quan tâm đến Lazaro, trông thấy Lazaro nghèo khó bệnh tật như vậy, ông giúp đỡ Lazaro, ông cho Lazaro ăn, ông cho Lazaro mặc, cái đó không mất gì nhiều của ông, thì ông sướng cả đời này cả đời sau cơ. Ông sướng cả đời này ăn uống gấm vóc lụa là, đời sau lại lên thiên đàng, vẫn hưởng thiên đàng bình thường, mà khi còn hưởng hơn nữa. Bởi vì ông biết quan tâm đến người khác, nhưng đằng này ông không biết quan tâm. Còn anh Lazaro nghèo. Lazaro, tên của Lazaro có nghĩa là gì?
Lazaro từ chỗ từ tiếng Eliaza, nghĩa là lòng thương xót của Thiên Chúa. Lazaro muốn hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa qua anh nhà giàu, nhưng anh nhà giàu đã không cộng tác với Chúa. Để bày tỏ lòng thương xót, Lazaro vẫn một lòng trông cậy Chúa. Lazaro không xin nhá. Lazaro nằm bên cạnh không xin. Lazaro không phàn nàn. Lazaro không nguyền rủa anh nhà giàu. Này, mày nhà giàu nhá, mày không cho tao nhá, mày đi sông chết sông, mày đi đò chết đò, mày đâu chết đấy. Không, Lazaro vẫn hoàn toàn tự hào, vẫn hoàn toàn tự sống với những gì mình đang có. Và ông ta lại còn cho, không có gì cho. Ông ta đã cho con chó, những con chó đã liếm chốc ghẻ của ông ta. Nếu như ở đây mà nói đấy, thì không phải ông nhà giàu là ân nhân, mà chính anh Lazaro là ân nhân của anh nhà giàu. Anh Lazaro là cơ hội để anh nhà giàu có thể làm tích đức lập công. Nhưng rất tiếc, anh nhà giàu đã bỏ lỡ cơ hội đó. Và Lazaro biết đâu những cái khó nhọc, những bệnh tật của Lazaro góp phần làm cho anh nhà giàu đã được giàu thêm. Nhưng anh nhà giàu không biết điều đó. Còn Lazaro đã bằng lòng với chính mình, luôn luôn cậy trông vào Thiên Chúa, nên cuối cùng Lazaro đã được lên thiên đàng. Thánh nữ Teresa hải đồng Giê-xu mà hôm nay chúng ta kính nhớ, chỉ xin nhớ một điều. Thánh nữ Teresa nói: hãy làm mọi việc trong tình yêu. Làm mọi việc trong tình yêu thì tất cả mọi việc đều có giá trị hết. Tôi đi ngang qua đây, thấy mở đài đọc tiểu sử Thánh nữ Teresa. Ngài nói thế này: tôi không làm điều gì to lớn, tôi không làm điều gì khác mọi người, tôi chỉ làm mọi việc trong tình yêu mến mà thôi. Các con thân mến, ở đây cho thấy các con thiếu nhi đủ cả từ trên non, từ ấu nhi, từ thiếu nhi, từ nghĩa sĩ, rồi trợ sĩ. Nhưng mà mấy cái anh chị dự trưởng ấy, huynh trưởng không thấy quàng khăn quàng, có mỗi bà trợ sĩ kia mặc quàng khăn quàng. Chúng ta đều được làm, mời gọi làm trong tình yêu. Nếu như chúng con làm mọi việc, Thánh tế Tây Sa nói, chỉ cần nhặt một cọng rác vì tình yêu thôi, thì cũng có công phúc để cứu những linh hồn nơi lửa luyện tội. Chúng con làm việc nhỏ giúp đỡ bố mẹ trong tình yêu, ví dụ như rót một cốc nước, đưa một cái tăm, quét cái nhà, cắm nồi cơm, hay là tự giặt quần áo, hay là tự nguyện đi học, mà làm vì yêu mến Chúa là có công phúc lắm à. Nên lời hát của chúng con nó hay lắm à. Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Có hát không con? Có thuộc bài không? Của lễ con dâng là chăm nom học hành ghi chép. Nó hay lắm à. Rất đơn sơ thôi. Lời 1 và lời 2 rất đơn sơ. Vâng lời, đó là của lễ đẹp lòng Chúa, làm trong tình yêu. Một bát nước thôi, một cái tăm thôi, một cái quét nhà thôi, một cái cắm cơm thôi. Nếu làm trong tình yêu và sự quan tâm thì đó là làm đẹp lòng Chúa, không cần gì to tát. Anh chị em ban ca thân mến, kỷ niệm 54 năm, những thế hệ này hôm nay ngồi trên sàn hát trên kia, mặc áo đẹp, hát rất hay. Nếu so với 54 năm trước chúng ta hát hay hơn nhiều. Nhưng mà thế hệ những người trước chúng ta cực kỳ khó khăn. Ngày xưa không có thổi kèn này đâu. Năm 1965 làm gì có ai cho thổi kèn, làm gì có ai cho đánh trống, làm gì có ai cho đánh trắc, làm gì được mặc mà hát như thế kia. Thời đó học hát chui, bởi vì giữa chúng ta và những người bên ngoài chưa có sự hiểu nhau nhiều, nên học hát phải học chui. Tôi về dạy hát ở một giáo xứ nọ,
ban ngày đi ngủ nhá. Ban ngày đi ngủ, ban đêm, 1 giờ đêm dạy học hát. Để làm gì? Thưa, để tránh mấy ông cờ đỏ, mấy ông cán bộ, ông mà nhìn thấy ông nghe tiếng hát là bắt ngay. Một lần tôi đi về giáo xứ kia tập hát cho tuần chầu, mà thời đó hát can đi 4, tôi không dám cầm sách, năm bè phải thuộc trong đầu này. Tôi đang ôn hát thì ông công an ông ấy vào, đóng kín cửa nha, đóng kín cửa, nóng lắm, đóng kín cửa, không có điện đâu, đốt đèn mang sông để tập hát. Đang tập hát thì ông công an vào bắt quả tang anh đang làm việc tôn giáo trái phép, bắt lên trên huyện giam cho 10 ngày, giam cho 10 ngày vì cái tội tập hát. Nhưng ngày nay chúng ta thấy dễ dàng, nhưng nó có khó khăn khác. Ngày xưa khó khăn của ngày xưa nói với chúng ta bây giờ như kiểu là kể chuyện cổ tích. Thánh nữ Teresa cũng nhiều khó khăn lắm, khó khăn bệnh tật, khó khăn do không được vào nhà dòng, khó khăn do những cái người bên cạnh không hiểu, khó khăn vì thức ăn, khó khăn về những cái quy luật của nhà dòng, rất nhiều những khó khăn mà ngài bị cám dỗ thử thách đến nỗi ngài nói không hiểu những người vô thần họ ấy sống thế nào. Lúc đó tôi chỉ muốn chết, muốn tự tử thôi. Nhưng nhờ ơn Chúa, Thánh nữ Teresa đã vượt qua khó khăn đó. Và Thánh nữ Teresa sống một cuộc sống biết quan tâm đến mọi người, biết lưu ý đến mọi người, biết cầu nguyện cho mọi người. Và khi chết rồi, ngài còn nói, tôi sẽ mưa hoa hồng xuống trên trần gian này. Đó là con người vượt qua khó khăn để biết quan tâm, để biết phụng sự người khác, biết cho người khác cái gì mình có. Ban ca cho chúng ta cái gì? Thưa, ban ca cho chúng ta tiếng hát. Nên chúng ta mới nói giáo xứ chúng ta rất quan tâm, đánh giá rất cao ban ca. Bình thường người ta đi chợ, bình thường người ta đi làm, bình thường giờ này người ta có thể làm việc khác, xem tivi. Nhưng ban ca phải đi tập hát. Tập hát không đơn giản đâu. Tập 2-3 bè như hôm nay hát rất hay như vậy không đơn giản chút nào. Thưa quý cụ ông bà và anh chị em, nếu về gia đình bố mẹ thông cảm đã thế, bố mẹ không thông cảm, mày đi đâu mà lâu thế, tập hát tập hòa cái gì, đú đởn cái gì, lại càng phiền nữa. Nhưng anh chị em ban ca 54 năm qua, và đặc biệt 10 năm gần đây, nhận Thánh nữ Teresa Hải Đồng làm bổn mạng của mình, đã vượt qua tất cả những cái đó để hôm nay chúng ta có một ban ca rất đẹp, hát rất hay, hát với tất cả tâm tình của mình. Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta hát hay được vậy. Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta hăng say tập như thế. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta vượt qua khó khăn đời thường này, vượt qua khó khăn của sự nghiệp, của công ty, của buôn bán, của làm ăn, và của những cái phây, và của cả những cái điện thoại nữa, thông minh nữa, để chúng ta phục vụ Chúa và anh em. Đó là điều rất cao quý. Còn thưa quý cụ ông bà và anh chị em, những công việc đời thường nó có giá trị lắm nếu chúng ta làm việc trong tình yêu. Xin kể câu chuyện thế này. Có một cái ông này, ông ấy làm thầy phù thủy nhá. Ông làm thầy phong thủy á. Ông ấy vào một cái nhà, một cái chị, giống như là về vào cái nhà cái bà, cái chị ở xứ Đông A mình. Đang cái trời nắng, nắng lắm, nắng đổ lửa, khát nước lắm. Ông vào, ông nói, chị ơi chị làm ơn cho tôi cốc nước được không? Chị này bảo, vâng, xin mời ông ngồi xuống đây để cháu rót nước cho ông. Thế chị này rót cho ông này một cái bát nước chè, bát ô tô ấy, nước chè xanh, nước chè Đông A, úi dồi ôi, ngon lắm. Ông này đang khát mà. Nhưng mà chị làm hàng sáo mà, chị lấy một ít cám, chị bỏ vào trong cái bát nước ấy. Ông này bảo, cái con này miệng nó ngọt như thế mà lòng nó độc thật. Nó cho mình cái bát nước này, nó bỏ cám vào đấy, nó bỏ mình là con lợn à. Mày chết nhé, mày độc với ông mày chết. Bố mày là người phong thủy đây, làm nghề phong thủy đây, tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Thế là ông ấy uống, đang khát lắm nhưng mà muốn uống ực 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 cho nó được.
nhưng mà vì có cám nên uống, cứ uống từ 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 rồi uống. Uống xong ông bảo này, chị có muốn xây nhà không? Bảo có. Bảo chị có muốn xem phong thủy không? Bảo có, tôi là phong thủy, thầy phong thủy đấy. Bảo ôi dồi may quá thầy ơi, vậy thì thầy xem cho con cái hướng nào đẹp nhất để con làm nhà cho nó làm ăn phát tài. Ông này nghĩ bụng vào, mắc mưu tao rồi. Thế là ông ấy chỉ cho một cái hướng xây nhà xấu nhất, xấu nhất, lụi bại nhất. Ông bảo cứ xây theo hướng đấy là chắc chắn ăn nên làm ra. Nhưng mà thực ra cái hướng này là cái hướng rất xấu. 5 năm sau ông ta trở lại bảo thử xem cái nhà này ấy, tao chỉ phong thủy cho nó xấu, tao lại còn úm ba la cho nó nữa cơ, xem là bây giờ nó thế nào. Thế là ông ấy đến, ông thấy nhà to như nhà ông Lương đây, nhà to lắm. Bảo quái lạ, mình đã chỉ cho nó cái phong thủy xấu, lại còn nguyền rủa nó nữa, mà sao nhà nó lại to thế này, 3-4 tầng như là cái lâu đài này. Anh ta mới đến, anh ta hỏi này, chị ơi, thế chị mấy cháu rồi? Bảo dạ thưa thầy, con được 2 cháu. Bảo con cảm ơn thầy, con đang muốn tìm thầy để con cảm ơn thầy, nhưng mà may quá hôm nay thầy đến rồi. Ê, bảo thế tên cháu là gì? Ông này nghĩ bụng, cái hướng nó xấu, hay chắc chắn cái con này nó đẻ được 2 đứa con, nó đặt tên đẹp, nên cái đẹp của đứa con, tên đứa con nó, nó át cái vía kia, nó làm cho cái nhà nó phát triển. Ê, bảo thế tên 2 đứa là gì? Bảo dạ thưa thầy, con nhà quê con toàn đặt tên, một đứa tên Tí, một đứa tên là Tẹo. Một đứa tên Tí, đứa tên Tẹo. Tí Tẹo thì đứa gì là đẹp cơ chứ. Thế xong ông này mới hỏi, sao làm sao chị làm ăn, ăn nên làm ra thế? Bảo nói thật với thầy, cảm ơn thầy lắm, từ thời mà thầy xem phong thủy cho con ấy, chồng con nó ngoan hẳn lên ấy. Hồi ngày xưa nó đánh bạc, nó uống rượu rồi, nó về nó chửi, nhưng mà từ hồi giờ làm sao mà nó ngoan lắm ấy. Nó làm bao nhiêu tiền nó đưa hết cho con nhá. Đến nỗi mà cái tiền cắt tóc nó phải xin con, nhưng mà con tâm lý lắm, cứ bao giờ tóc nó rậm rậm con bảo anh ơi cầm mấy đồng đi cắt tóc. Nhà con mà dắt xe đang ngõ, con bảo anh ơi cầm mấy đồng đổ xăng. Úi giời, chồng con nó ngoan cực luôn, nên là con làm ăn ra thế này, cảm ơn thầy. Ông này mới nói, nó thật với chị, tôi đến đây để xin lỗi chị, nhưng mà tôi hỏi chị, hôm ấy tại sao chị cho tôi cái bát nước đấy, chị lại bỏ cám ở đấy làm ra? Chị bảo dạ thưa thầy, hôm ấy con thấy thầy mồ hôi nhễ nhãi, nóng bức lắm. Nếu như mà thầy uống cái nước đó ấy, mà uống nhanh ấy, thì nó sẽ tắc cổ và sẽ nguy hiểm, nên con rắc ít cám vào để thầy uống từ từ, uống từ từ, uống từ từ, như vậy nó vừa giải khát tốt, nó lại vừa an toàn. Ông này nói, chị ơi, nói thật với chị, tôi phục chị sát đất, chị tốt hơn tôi. Cái tâm của chị tốt lắm à, chị biết quan tâm đến người khác à, cái tâm của chị tuyệt vời. Chính cái tâm của chị đó, nó đã được trời phù hộ, và chị đã có được cái may mắn. Chứ cái hướng mà nhà ấy, mà tôi chỉ cho chị là cái hướng cực xấu luôn, hướng đấy phong thủy cực xấu, mà tôi còn nguyền rủa nữa cơ, bởi vì tôi hiểu nhầm chị. Nhưng tại cái tâm của chị nó tốt quá, cái tâm của chị nó hay quá, cái tâm của chị nó đầy ắt tình yêu và sự quan tâm, nên cái tâm đó nó đã vượt qua tất cả phong thủy, giúp cho chị có được sự giàu sang phú quý. Xin trời Phật chúc lành cho chị. Đó, thưa quý cụ ông bà và anh chị em, học tập Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, chúng ta hôm nay chỉ nhớ mỗi một điều, ban ca cũng vậy, trẻ em cũng vậy, ban kèn cũng vậy, ban trống cũng vậy, các cụ quý bổng, ông bà và anh chị em, hãy làm mọi việc trong tình yêu để được Thiên Chúa chúc phúc, và để được đời chúng ta sẽ sống trong bình an của Chúa, xứ họ chúng ta tiếp tục phát triển, và quê hương chúng ta tiếp tục trở nên giàu có và phú quý, bởi vì chúng ta làm việc trong tình yêu. Tình yêu chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, ai làm việc trong tình yêu là làm việc trong Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc lành. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.